Xin chào các bạn, trong video này, mình sẽ review cho các bạn các loại nồi chiên không dầu của Casamom. Đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là nồi chiên không dầu Casamom CA201 dòng 5.5 lít. Nồi chiên không dầu Casamom CA201 dòng 5.5 lít được sử dụng khá phổ biến ở Việt Nam. Sử dụng loại nồi chiên này giúp đảm bảo được sức khỏe cho các thành viên gia đình. Thông tin về sản phẩm. Nồi chiên không dầu Casamom CA201 có công suất là 1800W và dung tích là 5.5 lít. Dung tích này thích hợp với những gia đình nhỏ, có số lượng người từ khoảng 4-6 người. Bên ngoài của nồi Casamom dùng chất liệu là nhựa ABS, bên trong sử dụng kim loại không gỉ. Chính vì thế, sản phẩm này có thể chịu được sự va chạm và có độ bền cao. Ngoài ra, những chất liệu này sẽ không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của khách hàng. Một điểm được khá nhiều người yêu thích là bên ngoài của nồi chiên không dầu Casamom khá đẹp. Màu xanh ngọc là màu sắc chính của nồi chiên không dầu này. Bên cạnh đó, phần vỏ bên ngoài rất dễ dàng lau chùi khi bị bám bụi. Cơ chế hoạt động chính của dòng sản phẩm này là sử dụng dây may so để làm nóng thanh nhiệt. Đồng thời, nồi chiên không dầu này còn có quạt tản nhiệt để không khí được luân chuyển tốt hơn. Khi đó, thịt hay thực phẩm sẽ được chín đều từ trong ra ngoài. Nồi chiên không dầu Casamom 5.5 lít sử dụng cơ chế điều khiển cơ. Các nút xoay điều chỉnh nhiệt độ và thời gian rất dễ dàng sử dụng. Các khay chiên được thiết kế để dễ dàng lấy ra và lắp vào. Lớp chống dính sẽ giúp cho thức ăn không bị dính và dễ vệ sinh. Ưu điểm: thiết kế có tính thẩm mỹ cao, tô điểm thêm cho vẻ đẹp của căn bếp, thích hợp dùng cho những gia đình nhỏ. Nồi chiên không dầu nấu thức ăn nhanh chóng, thuận tiện, giảm đi những vấn đề về sức khỏe cho người sử dụng. Có chế độ hẹn giờ cho việc nấu nướng. Quá trình nấu nướng nhanh nhờ công suất cao. Nhược điểm: phải thường xuyên chú ý để lật mặt của thức ăn, kích thước không phù hợp với gia đình nhiều người. Và đứng ở vị trí thứ hai đó chính là nồi chiên không dầu Casamom CA201 dòng 7 lít. Nồi chiên không dầu Casamom CA201 dòng 7 lít có dung tích lớn hơn dòng 5.5 lít. Sản phẩm này giúp quá trình nấu nướng của bạn được dễ dàng hơn. Thông tin về sản phẩm. Nồi chiên không dầu Casamom có tốt không là một câu hỏi nhiều người thắc mắc. Đáp án là chất lượng của loại nồi chiên không dầu 7 lít được đánh giá khá tốt. Một điểm nổi bật của dòng sản phẩm này là dung tích khá lớn, khoảng 7 lít. Với dung tích này, nồi chiên không dầu Casamom có thể nấu nhiều sản phẩm hơn. Điều này thích hợp với những gia đình đông người. Giống với dòng Casamom 5.5 lít, sản phẩm này cũng có lớp vỏ bên ngoài bằng nhựa ABS. Phủ bên ngoài còn được sơn một lớp sơn bảo vệ. Chính vì thế, sản phẩm này rất dễ lau chùi nếu có bụi bám. Nồi chiên không dầu Casamom có khay nướng được làm từ thép không gỉ. Phần khay được trang bị thêm một lớp sơn chống dính để dễ dàng nấu nướng và vệ sinh. Đồng thời, thanh tản nhiệt may so cũng có chất liệu khá bền. Do vậy, độ bền của dòng sản phẩm này khá cao. Nhiệt độ tối đa của dòng sản phẩm Casamom 7 lít là 200 độ C. Nồi có hệ thống đèn LED để báo hiệu quá trình hoạt động. Phần khay nướng dễ dàng lấy ra và lắp vào. Ngoài ra, thiết kế của loại nồi chiên không dầu Casamom 7 lít cũng rất trang nhã và không có nhiều khác biệt so với loại Casamom CA201 dòng 5.5 lít. Ưu điểm: công suất hoạt động cao, nồi chiên không dầu vận hành ổn định, không gây nhiều tiếng ồn khi hoạt động, nồi có thể nấu nhiều loại thức ăn khác nhau, có chức năng hẹn giờ tiện lợi, thích hợp với những gia đình từ 6 đến 8 người, độ bền của sản phẩm khá cao, kiểu dáng nồi chiên hiện đại, bắt mắt, dễ dàng sử dụng. Nhược điểm: dòng sản phẩm này ít được dùng ở Việt Nam nên thiếu đánh giá. Chỉ có dòng nồi điện cơ mà không có dòng điện tử. Phải theo dõi trong quá trình chiên để lật mặt nướng. Và vừa rồi là top 2 dòng sản phẩm của Casamom tốt nhất hiện nay mà mình vừa giới thiệu với các bạn. Mình hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp được cho các bạn lựa chọn được cho mình một chiếc nồi chiên không dầu phù hợp nhất. Link mua sản phẩm thì mình để ở dưới phần mô tả của video này để các bạn tham khảo nhé. Và video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video review tiếp theo.